vẫn chưa thoát kiếp FA à? Sao con người đã hết chuyện để nói rồi à? Sao toàn nói vấn đề yêu đương cưới xin làm gì? Thì đấy, mọi người lấy nhau để duy trì giống nòi. Còn giống của bà ấy, thì mọi người mong sẽ tuyệt chủng. Hỏi lấy tin vui mà. Hay quá Nguyên nhở. Sao mà cứ thích chọc ra người thế nhở? Cái giống của ông thì hot quá cơ. Cái giống của ông ấy mới là nên tuyệt chủng. Bình tĩnh, bình tĩnh. Làm tí nước giải nhiệt, giải nhiệt. Chị ơi, chọc cái ra người là chọc cái gì đấy ạ? À? Em đần thế, thì cái gì mà nặng mùi nhất thì cứ chọc ra người. Ồ, anh Nguyên nói với chị là bảo chọc cái nặng mùi nhất ra người, có nghĩa là chị nặng mùi à? Cứ lên thang lên thuê đấy nhở? Em ấy, mau mà lấy chồng để thoát kiếp FA đi. Thú thật, anh chả hiểu tại sao mọi người lại phải vật vã lấy vợ lấy chồng. Gia đình thì hay ho cái nỗi gì cơ chứ. Toàn là thêm rắc rối và toàn nói dối. Anh có ông bạn thân nồi khố ở cấp 3, vừa mới cưới vợ năm ngoái. 6 tháng sau, cô vợ bảo có thai. Cụ cậu sướng quá, nhảy cẫng lên. Rồi cầm điện thoại, nhắn tin cho cả phone book. Mình đã có baby. Ai ngờ cụ cậu đen, cầm nhầm điện thoại của vợ. Một lát sau, hàng loạt tin nhắn đổ về. Anh rể nhắn: cô tính xử lý thế nào? Bạn gái Quỳnh Anh thì nhắn: ta đã bảo mày phải cẩn thận rồi, bây giờ chồng mà biết thì làm sao? Ông bạn Mạnh Quân lại nhắn: tháng nay không gặp rồi, bây giờ cô lại định đổ lỗi cho tôi à? Một chàng tên anh Vũ: anh đã có gia đình rồi, nhưng em yên tâm, anh sẽ chu cấp cho em cẩn thận, miễn sao anh không phải là bố đứa bé. Còn đây này, cái ông bạn Phạm Anh Tuấn mới gọi là khóc ác liệt đây này: đừng có đùa với anh phẫu thuật triệt sản rồi. Bạn anh đọc xong đống tin nhắn đấy hoang mang quá, không biết phải làm thế nào, mới quyết định về nhà hỏi mẹ. Như này như nào hả mẹ? Mẹ bạn anh thở dài: chắc là hồi xưa mẹ không có sữa, cho con uống nhiều sữa bò quá nên bây giờ con mọc sừng đấy. Đấy, em thấy không? Gia đình nó mệt mỏi như thế thì cần làm cái gì? Đại ca nói chuẩn chỉ luôn. Đàn bà ngoài việc cắm sừng thì chẳng có yêu đương chiều chuộng của chúng ta cả. Anh cứ nói quá. Em thấy anh Phan lấy Nana, anh Trung lấy chị Linh không làm sao đâu ạ? Mà buồn cười nhở, sao lấy nhau xong rồi để có những cái kết cục mà kinh khủng như những gì anh nói. Thế thì người ta yêu nhau rồi cưới nhau để làm gì? Thì cưới nhau xong rồi ly dị cho đỡ rảnh mà. Này này này, kia có phải là Phan Lãng Tử nhà mình không nhở? Đúng rồi. Chuẩn rồi. Nhưng sao lão ấy ra mà không gọi điện cho bọn mình nhỉ? Nhưng mà kia không phải là Nana bạn em đâu. Ôi, nhìn thân mật thế này ấy, anh nghĩ cỡ phải đầu ấp tay gối ấy. Tiền cô đây. Anh đến đúng hẹn đấy. Ông Phan này đúng là danh bất hư truyền. Gái thì tán cả đàn, đổi cả đống luôn. Này, tôi nghĩ cũng chỉ ngang ngược cỡ tôi thôi. Chuyện trật tự, để anh suy nghĩ. Phan nó ra Hà Nội không gọi cho mình mà lại đi với gái lạ, lại còn có những cái cử chỉ thân mật quá đà, nghi ngờ quá. Không được, anh phải kiểm tra. Anh đừng gọi, nếu bây giờ mà anh gọi sẽ mất hết bằng chứng, lão ấy chối bay đấy. Ai bảo là anh gọi cho Phan? Tôi gọi cho Nana mà. Alo, Nana đây à? Thế thằng chồng em đâu nhỉ? Phan nhà em đang có show ở Đà Nẵng, đi 3-4 ngày mới về cơ ạ. Có việc gì không đại ca? Có gì đâu, kiểu lâu không gặp nên anh nhớ anh gọi điện thoại hỏi thăm hai vợ chồng ấy mà. Anh mới vào Nam ạ? Anh ở đâu? Chiều em qua đón. Chứ bây giờ em đang bận quay phim mất rồi. Biết rồi, hai vợ chồng cô đang tham gia phim Vệ Sĩ Sài Gòn cuối năm mới chiếu đúng không? Bọn anh sẽ ra rạp ủng hộ. Nhưng mà bây giờ anh đang ở Hà Nội nên là lúc khác anh gọi điện thoại hỏi thăm sau nhá. Dạ, em chào đại ca. Đấy, không có nghi ngờ gì nữa. Rõ ràng Phan này nó đang ngoại tình. Không thể thế được. Anh Phan không được lừa dối Nana. Chính xác. Văn phòng 5S không thể là cái nôi mà đào tạo ra những lũ sở khanh được. Đúng vậy. Yêu nhiều em lúc độc thân thì được, nhưng khi có vợ rồi thì phải yêu nhiều vợ một lúc. Lúc xưa xưa là yêu nhiều vợ một lúc. Tôi nhầm. Ý của tôi là yêu trung tình nhiều lúc với một vợ. Em xóa ảnh rồi nhá. Anh đáng yêu lắm. Cô ta đi rồi. Nhanh, qua bắt thằng Phan lạ. Đi rồi. Chú em, đi đâu mà vội thế? Đại ca, mọi người. Ôi,
Dạo này đại ca được các em tầm bổ tốt ra và béo tốt đấy nhở. Đây phải ông Dũng Dũng Sĩ và Nguyễn Lãng Tử mới không ạ? Tôi có xem vài tập ông đóng này nhá. Chào anh. Mọi người cũng rất vui được gặp ông. Nhưng mà hỏi khí không phải cho ông làm cái lề gì à, cái trò gì ở đây thế? Tôi ra đây công tác vài hôm rồi xong lại về mà. Ra đây công tác sao không gọi anh em ạ? Anh đang định gọi chứ tự nhiên gặp mọi người ở đây tốt quá đỡ tốn tiền điện thoại. Thôi, bỏ ngay cái tật nói dối như thở ấy đi. Sao vợ cậu bảo là cậu đi diễn ở Đà Nẵng cơ mà, ở đây làm gì nhỉ? Cô gái vừa đi là ai? Đại ca, thứ nhất ấy, anh bây giờ không còn là sếp của em nữa, nên anh không được quyền ra lệnh. Thứ hai, em làm gì là việc của em, liên quan gì đến anh? Nhưng mà bạn em không thể bị phụ bạc. Lãng Tử năm hết, không thể nào sở khanh được. Chả hiểu mọi người đang nói cái gì kìa. Không hiểu à? Từ từ sẽ hiểu. Kéo nó về văn phòng. Về văn phòng làm gì? Đi đi. Xoay đều, xoay đều, xoay đều. Khai thì bố dừng xoay. Ai đâu mất quá. Cái cô gái vừa ngồi với cậu tên là gì? Tên Huệ đại ca. Không phải Huệ. Ông sắp nôn mất rồi Huệ. Đứa nào ra lấy cái chậu ở đây. Nó mà nôn ra nhà thì ai dọn? Khiếp, anh nhìn thấy bãi nôn là anh cũng nôn theo đấy. Thế bây giờ có khai không? Nếu không khai á, thì hôm nay tôi sẽ thay trời hành đạo. Kết cục của những kẻ mà lăng nhăng ngoại tình ý, thì chỉ có cắt, cắt hết. Tôi lại dùng cái kéo này cắt rất nhiều. Thôi được rồi, khai khai. Trước khi khai, cởi trói đã khó chịu hay lắm năm nói rồi. Cởi trói cho nó đi. Đại ca thấy chưa, công em thì lão mới khai đấy. Chị ơi, chị hay cắt cái gì đấy ạ? À, móng tay mà. Thế mà em cứ tưởng. Dạ ấy, tôi là người bị hại. Tôi không phải trốn nhà, trốn vợ. Rồi ăn trộm tiền của vợ để giải quyết vụ này đây. Cái gì? Thế hóa ra cô ta là cái bán hòa. Mà đắt thế, phải vay mượn lung tung cơ. Không phải, cô ấy là bạn gái cũ của em. Mà bạn gái từ hồi đang làm trong 5S ấy. Yêu nhau được mấy tháng. Nhưng đấy chỉ là ngày xưa thôi. Còn bây giờ cô ấy là kẻ tống tình. Cái gì? Tống tình á? Này, tống á? Thế, tống vào đâu? Tống như nào? Tống ra sao? Mà ông được em xinh như tống thì thích phải biết. Ông thích thì vào này nhích. Tôi mệt mỏi lắm thế này. Vào một ngày đẹp trời giữa cái rốn của Sài Gòn, em đang đi chợ cho vợ. Lý do em đi chợ cho vợ là vì vợ em ăn phải cái gì đấy đầy hơi và bị ợ. Trời hôm đó ấy, thì không nóng mà cũng chẳng nặng. Gió thì không thổi mạnh mà cũng chả thổi nhẹ. Lá cây thì bay xào xạc. Và thôi, dừng ngay cái văn tả cảnh, vào chủ đề. Thì ngày xưa hồi còn viết ý tưởng ấy, đại ca chẳng bảo là phải miêu tả rõ hoàn cảnh xuất xứ của nhân vật để người đọc hiểu hơn còn gì nữa. Mà thôi bỏ qua đi. Tóm lại ấy, là giữa cái Sài Gòn em đang đi trên đường và em gặp Lộc. Lộc nào? Thì Lộc là tên cô gái đấy. Cả họ cả tên cô ấy là Thân Thụ Lộc. Chả là Lộc đang đi ngược chiều là cô ấy nhìn thấy em. Ai ngờ giữa cái đất Sài Gòn này lại gặp nhau. Thế là hai anh em dừng lại, tán với nhau vài câu chuyện. Em trình bày với cô ấy là em đã có vợ. Mà Nana vợ em thì lại là người nổi tiếng trong showbiz. Lộc bảo không được đi ăn cưới nên bắt em khao một bữa, coi như là tiệc cưới muộn. Mà cô ấy còn tặng cả quà cho vợ em cơ mà. Hẳn một lọ nước hoa cô ấy vừa mua trong siêu thị cơ. Em đoán chẳng phải mấy lốp. Chả nhẽ người ta tặng quà thế, mình lại không mời được người ta một bữa. Thế là hai anh em vào quán làm mấy két bia. Tự nhiên đang uống, em thấy trời đất cuồng quay, lăn đùng ra ngất. Lúc tỉnh dậy, thấy mình đang trong một cái phòng khách sạn tồi tàn cũ kỹ. Áo thì không mặc, nhưng quần ấy thì vẫn còn nguyên. Và đặc biệt hơn nữa ấy, là trong phòng không có ai cả. Đúng lúc đấy, tự nhiên điện thoại em lại có tin nhắn. Thì em mở ra xem, đó lại là tin nhắn của Lộc. Cô ấy gửi cho em một cái dòng tin dài và một số hình ảnh cô ấy gục đầu vào vai em, nằm trên cái giường của khách sạn. Để anh xem này này. Đây. Tôi đã có những tấm hình khá thú vị với anh. Nếu những bức ảnh này được đưa lên Facebook và tung ra cộng đồng thì danh tiếng gia đình anh sẽ ảnh hưởng và hạnh phúc của anh e là khó còn. Muốn xóa ảnh, hãy chuyển tiền cho tôi. Tấm hình đầu tiên giá 10 triệu. Ui, ảnh trả sexy mấy mà đắt nhỉ? Vấn đề ở chỗ là em đã là người có gia đình. À, cô là chơi bài ác thật đấy. Ô, mà này, liệu ông có lỡ làm gì cô ý không? Làm gì là làm gì. Say mất xác như thế thì làm được cái gì hả? Mà bà không nhớ tôi nói tôi còn mặc nguyên cái quần à. Chỉ cởi mỗi cái áo thôi, hiểu chưa? Thế bây giờ ông muốn thanh minh ông là kẻ vô tội à? Đương nhiên.
tôi là kẻ vô tội, tôi là kẻ bị hại. Nghe xong câu chuyện của chú, anh cứ thấy nó bị đáng thương ý. Mà thường thường những câu chuyện nó quá đáng thương thì lại là chuyện bịa. Từ xưa đến nay chú lăng nhăng thế nào, 5 mét còn lạ gì nữa. Em xin thề, thề độc nhất có thể thề là em không liên quan gì đến cô gái đấy. Nếu mà mọi người mà tìm được cái gì mà em liên quan cô gái ấy thì cho bà Thảo Mai cắt, bà cầm kéo đi, bà thích cắt gì của tôi thì cắt, cầm đi. Này này, nó đã dám để cho mình cắt rồi lại còn thề độc lên thế, anh nghĩ nó không nói dối đâu. Em cũng thế, chẳng lẽ vì một đứa con gái mà hy sinh đứa trai. Thôi, mọi người tập trung vào nghĩ cách giúp em đi. Lúc ấy ở quán cà phê, em phải đưa cô ấy 10 triệu để xóa tấm hình đầu tiên. Còn 9 tấm hình nữa, mặc cứ cái tiếp theo thì lại gấp đôi cái trước. Em phải trả tổng cộng là 9 lần nữa thì mới thoát được tội. Cái gì? Con bé Lộc bán đắt thế á? Cái thứ hai là 20 triệu, cái thứ ba là 40 triệu, cái thứ tư là 80 triệu, cái thứ năm là 160 triệu. Ui, mời tình hình cái thứ năm thôi mà anh đã không thể biết nổi tổng thiệt hại là bao nhiêu rồi. Tổng cũng phải hơn 1 tỷ đấy cả. Hơn 1 tỷ? Thế ông Đào đâu ra? Cô ấy còn hướng dẫn em về ăn cắp tiền hợp đồng quảng cáo của vợ em cơ. Uầy, làm sao mà ăn cắp được? Kiểu ấy, vợ em giết chết em mất đống tiền như thế, kiểu gì trả lộ. Trời ơi, mặt đau đầu quá, mọi người kỹ cách giúp em đi. Đại ca ơi, em thấy ở trên TV hôm qua ấy, có quảng cáo thuốc đau đầu hiệu nghiệm cực, mua cho lão ấy dùng đi ạ. Đúng rồi, bây giờ không phải lúc đùa. Nó đang bị xa bẫy, chúng ta phải ra tay. Vì sao? Vì anh em mình là một gia đình, một gia đình giúp nhau bắt mình. Câu này có tí cải tiến hả đại ca? Anh cải tiến đấy. Dù sao thì tôi cũng cảm ơn mọi người. Nhưng bây giờ mọi người bảo tôi phải làm sao đây? Làm sao thì chả làm sao. Dẫu có thế nào cũng chả làm chi. Làm chi chứ không chẳng làm gì. Dẫu có cái gì cũng chả làm sao. Mà làm sao ấy. Ôi, thì chả. Ngậm cái mồm lại đi. Thỉnh thoảng mồm lên nghỉ cho não còn hoạt động, hiểu chưa? Tóm lại cậu đưa tiền cho cô ta rồi, bây giờ còn đồng nào không? Sau khi vay mượn đủ kiểu và trả tiền cô ta thì em còn lại tầm mấy lốp vậy cả. Được rồi, Tường Vi, cầm tiền đi mua nước ngọt với cả đồ ăn về đây. Sao lại thế ạ? Thì chúng ta phải ngồi đây nghĩ mưu, đến khi nào nghĩ ra thì mới về. Chính vì vậy phải lấp đầy cái dạ dày đã. Nhưng mà sao lúc nào là em đấy? Nặng lắm, em chả bê. Em bé nhất ở văn phòng, đi là đúng rồi. Dũng, đi cùng nó. Nhanh lên. Ok đi. Làm nước đi, cho đầu óc nó sảng khoái. Anh tỉnh uống. Táo mà nghĩ mưu. Anh uống nhanh nhanh lên, nghĩ kế giúp em đi. Ôi, công nhận ăn uống no say xong đầu óc của mình mất thật đấy. Có mưu rồi. Như nào? Theo lời Phan kể thì đích thị cô ta là kẻ lừa đảo đúng không? Chính xác. Và tại sao cô ta lại lừa Phan? Túm ấy, phải túm thằng có tóc chứ lại túm thằng chọc đầu. Đại ca, anh nói cụ thể là được không? Anh nói thế thì bố mà ai hiểu được. Ôi, cậu rời khỏi 5m một cái là đầu óc chỉ để chơi hay sao ấy? Cứ ngu ngu. Tóm lại vì vợ chồng cậu nổi tiếng thì mới có tiền. Có tiền thì Tống mới ọe ra tiền. Chứ thử bây giờ cậu đang lùa vịt Nana chạy lẽo đẽo đằng sau thì hỏi xem nó có Tống hay không, mà Tống được cái gì? Theo những gì Phan kể thì anh khẳng định luôn cô ta chuyên trị lừa đảo những cái người mà nổi tiếng và có tiền. Đại ca, đại ca hốc mấy lít nước, ăn mấy lít tiền quà mà chỉ nghĩ là thế thôi à? Thôi, anh móc họng ra chảy em, nhanh nhanh, nhanh! Sao cái thằng não chỉ treo lên đầu làm cảnh này cứ hay nhảy vào mồm người khác thế không biết? Nghe tiếp đây này, phàm đã là lừa đảo thì cứ miếng ngon sẽ lừa. Bây giờ chúng ta chỉ việc bố trí một miếng cực ngon, chờ cô ta xa bẫy, bắt quả tang tại hiện trường, thế là xong. Bao giờ là lịch cậu hẹn mua cái ảnh tiếp theo của cô ta? Thì cứ bao giờ mình có 20 củ là cô ấy gặp ngay và luôn thôi. Tốt rồi, mai gặp luôn. Bây giờ nhá, cậu phải ứng trước cho anh tiền để anh thuê một ít đồ hiệu này, rồi là bút, rồi là một chiếc ô tô nữa. Cô sẽ đóng vai vợ tôi, cô vào vai Bùi Nhí, cậu là lái xe, Dũng đóng vai trợ lý. Tất cả ok chưa? Ok, cứu con bê. Đại ca, em vẫn còn mấy lốp thì anh lấy mua hết nước và bánh kẹo rồi. Biết kiếm đâu 20 triệu để mà trả cô ta, rồi còn cả tiền mà cho anh mượn để thuê đạo cụ nữa. Kiếm đâu bây giờ? Không có tiền thì làm ăn gì, phá ăn kiểu gì. Mà anh đảm bảo luôn, án này phá được thì 20 triệu mà sắp trả ấy, cộng thêm 10 triệu chú đã trả sẽ vẫn về tay chú thôi. Quan trọng là vốn,
tiền vốn ứng ra bây giờ làm nhào. Đại ca, nếu đại ca chắc chắn lấy được cả cái 10 triệu kia về cho em ấy, thì bây giờ đại ca cứ cho em vay đi. Sau khi hoàn lại tiền thì em sẽ trả đủ hết sạch cho đại ca luôn. Ok. Chú cũng biết rồi đấy, từ xưa đến nay anh chưa bao giờ làm việc gì mà mình không có lợi. Chú là trường hợp ngoại lệ phải không đại ca? Đúng là anh em xa xưa thì khác. Được rồi, sau khi đại ca giải quyết cho em vụ này, em sẽ kêu gọi 500 anh em lên Facebook mòi móc tất cả các gái xinh nhất Vịnh Bắc Bộ để giới thiệu cho anh luôn. Lấy vợ xong rồi mà vẫn không bỏ được cái tật mà nhảy vào mồm người khác. Chú ấy là trường hợp đặc biệt, anh sẽ giúp cả vốn lẫn công. Nhưng mà sau khi xong việc, tất cả số tiền mà cô ta trả chú sẽ thuộc về anh. Ok. Ý anh là em phải đưa cho anh cả 10 triệu mà cô ta đã cầm của em á? Ừ, thì anh còn bao nhiêu là chi phí thuê mướn này, rồi là chất xám đang chạy trong đầu của anh nữa chứ. Đằng nào chú chả mất 10 triệu rồi, bây giờ không đồng ý cũng có đòi lại được đâu. Ừ, đúng. Em đồng ý. Đi đâu đấy? Đi vệ sinh. Đi nhanh đi. Đại ca ơi, thế nếu như mà sau khi anh lấy được 10 triệu của fan ý, anh có chia chác cho bọn em một chút ít không ạ? À? 2 triệu nhiều quá, bọn em chỉ lấy ít hơn thôi, mỗi người 1 triệu. Đúng không ạ? Với sự thân thiết của chúng ta thì em nghĩ mỗi người 1,5 triệu là vừa xinh. Các cô cậu bị điên đấy à? Nghĩ gì? Đây là mưu của tôi cơ mà. Mấy người chỉ là vai phụ thôi, nên tôi sẽ trả tiền như là đoàn phim trả tiền cho diễn viên quần chúng. Ai không làm tôi nhờ ngay Cường casting gọi diễn viên thật đến diễn cho nó thật. Sao? Thế ai không làm thì đứng dậy nào. Em ạ. Đi vệ sinh. Lướt cho nhanh. Bây giờ anh sẽ viết kịch bản cụ thể. Bọn em là phải học thuộc lòng nghe chưa? Vâng ạ. Anh đến muộn đấy nhá. Thì tôi phải đi lo tiền. Gửi thấy tiền khác đến sớm thế. Xóa bức ảnh 2 đi. Gớm. Vợ nổi tiếng mà nghèo thế à? Đây, ảnh xóa rồi nhá. Như nào tôi mới biết cô xóa ảnh gốc? Chẳng còn cách nào khác cả, anh buộc phải tin tôi thôi. Tôi hứa danh dự với anh là tôi sẽ không sử dụng lại những bức ảnh mà anh đã mua. Lừa đảo mà còn danh với dự. Anh nói cái gì đấy? À, tôi bảo là không biết đến bao giờ mới kiếm đủ tiền để mà xóa hết 10 bức ảnh ấy mà. Không sao, tháng nay anh đã mua 2 cái, thì tôi cho anh thời gian 2 tháng nữa anh mới phải gặp lại tôi. Vâng, cảm ơn cô. Trọng ơi, đợi em với. Trọng ơi Trọng, Trọng ơi đừng cho em mua cái túi đấy đi. Trọng ơi Trọng, Trọng cho em tiền mua cái túi đấy đi cho bằng bạn bằng bè. Đùa, mấy con bạn em ý, nó cứ xách túi kia chảnh chó, em ức lắm. Chả nhẽ chồng mình là thiếu gia mà lại không bằng chồng của mấy con vớ va vớ vẩn đấy à? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, tiền với anh ấy không thiếu, quan trọng là phải ngoan. Ừ, vâng, em ngoan mà. Từ nay là không được kiểm tra điện thoại anh nữa, không được rình rập ở công ty nữa. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, anh chỉ yêu mình em thôi, làm sao có ai khác được. Em nhớ rồi, em hứa là em sẽ tin chồng. Nếu mà em làm sai lời hứa của mình ấy, ngoài cái túi sắp tới này ra thì những cái túi trước anh cũng tịch thu hết đấy. Em biết rồi, chưa mất chưa mất. Đâu, đưa cô ấy ra Hờ Mệt, mua cái túi nào đắt nhất ở đấy cho tôi, rồi mang hóa đơn về công ty thanh toán. Vâng. Còn em, tí nữa anh phải đi tiếp khách, thế em có đi đâu không? À, lát nữa em sẽ đi làm nail, đi shopping để tối nay đi dự dạ tiệc. Anh cứ đi học thoải mái đi nhá. À mà chồng, cho em mua túi da cá sấu nhá. Ui dồi ôi, em mua hẳn da khủng long cho nó xịn nhá. Anh cảm ơn, em yêu mình cũng quá. Đi đi, đi đi. Không phải xem ạ. Rõ ràng rồi. Alo, cậu Dũng thư ký đấy à? Mang hết hợp đồng ra đây tôi ký nhá. Tôi đang ở quán cà phê quen thuộc của tôi ấy. Hôm nay mệt quá, không muốn đến công ty làm gì cả. Mà lát có ai hỏi tôi thì bảo tôi đi tiếp khách. Đặc biệt là bà vợ tôi có hỏi
thì nhớ trả lời cho nó khớp vào nhá. Ok. Em chào sếp. Ừ. Em mời sếp ký ạ. Đây là hợp đồng gì mà 200 tỷ thế này? Đây là hợp đồng mua lô đất mặt biển Hạ Long đấy sếp. Quên mất. Dạo này mình toàn mua đảo, thành ra mấy cái lô đất mặt biển này có bao giờ để tâm đâu. À thế thì sếp phải cần có em. Dạ, chưa hết ạ, còn đây nữa ạ. Còn đây, à? Vâng, vẫn còn. Thế đây là hợp đồng gì mà 220 tỷ? Đây là hợp đồng bán lô đất mà sếp vừa mới ký mua đây. Bán lô đất đấy á? Vâng. Lãi có 20 tỷ thôi à? Ôi, lãi có 20 tỷ thì bán làm cái gì? Về báo với ban lãnh đạo công ty ấy, là Trọng Quyết rất tâm huyết với lô đất này nên chưa muốn bán. Ôi, dạ dạ vâng, em sẽ báo lại ngay ạ. Dạ vâng, em đi đây ạ. Chết rồi, cô bồ cũ của tôi đang săn lùng. Này này, cầm lấy 50 triệu này, đưa cô ta bảo yêu người khác đi nhá. Ok, anh. Anh Dũng, sếp của anh đâu? Đến văn phòng thì bảo là đi khách, ở đây anh chả có. Đâu rồi? Ông vào Sài Gòn rồi, với cả trước khi đi ông cũng có gửi cho em 25 triệu tiền quà vặt đấy. 25 triệu á? Ừ. Lẻ thế. Tiền chỉ có thế thôi. Với cả dạo này công ty bết bát lắm, chắc sắp tới phải thay giám đốc mới em ạ. Ui thế à? Này, cho mấy triệu tiêu tạm, khi nào mà thay giám đốc mới thì alo nha. Ôi, cái mồm chinh chinh như thế kia chắc là chép anh mẹ thích lắm đấy. Hay cho anh thử tí nhá. Đầu cúng mà cứ đòi thử ạ. Đỡ mà. Bye nha. Cảm ơn em nhé. Anh. Anh đang trốn cái con bé xinh xinh mặt đau đau trong kia đúng không? Em là ai? Mà sao em biết? Cá đã cắn câu, yes. Em nghĩ anh trốn con bé là đúng đấy. Mặt như cái bánh bao không nở, mũi chênh ảnh giữa mặt, hai mắt thì mọc hai bên. Ai chả mắt hai bên, mũi ở giữa nhỉ? Mà em biết cô ấy à? Em chỉ vô tình biết lúc anh trốn chạy thôi. Cái con bé, người dài hơn chân, thân hình thì lằng ngoằng như Oliver trong phim Thủy thủ Popeye ấy. Công nhận em này tả tường vi giống phết rồi. Chuẩn đấy, mặt như cái bánh bao không nở, mình dài hơn chân. Sao các anh chị có thể tin người lừa đảo nhỉ? Cô ta dìm hàng em để tiếp cận đại ca mà. Mặt hơi bị xinh ấy. Như nào rồi? Phê như con tê tê không ơi. Nghe thì lô đất lại 20 tỷ không bán, thế nào chẳng tích. Hay quá. Chưa bao giờ mình nghĩ Tường Vi lại giống Oliver trong phim hoạt hình. Mà em nói chuyện này với anh để làm gì? Thì em thấy anh đang buồn, với lại anh đang trốn chạy nên em rủ anh đi nhậu. Em cũng mới chia tay người yêu. Cái gì? Em mới chia tay người yêu á? Thằng nào chia tay em đúng là ngu thật đấy. Thế anh có muốn giải sầu không? Đi làm phái trai với em. Sầu mà giải được thì tội gì không đi. Em muốn ăn ở khách sạn 5 sao nào, cứ bảo anh. Em chỉ cần vài ly để quên đi những gì không đáng nhớ thôi. Tiền em trả, anh không phải bao. Rất là cá tính, anh thích. Đi thôi. Anh. Em bám được không? Được quá chứ. Thế bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo đây? Tất cả vẫn đúng như theo kế hoạch của đại ca. Giờ chúng ta chỉ cần tìm một cái nhà nghỉ gần quán nhậu và phục kích. Đi, okay. Đi. Đi thôi. Uống đi anh. Anh để em. Anh cảm ơn. Anh cho em hỏi một câu được không? Một câu chứ 1000 câu thì anh cũng ô sờ kê hết. Anh có yêu vợ anh không? Nói thật, em đừng cười. Anh ngán con vợ anh lắm rồi. Nếu không vì mấy đứa con thì anh cũng đã ly dị. Uống đi anh. Em có biết tại sao anh chán mụ vợ không? Dạ không. Mụ ta không những xấu, mắt lúc nào cũng trợn ngược cả lên. Nhất là những lúc đê mê ấy, toàn thấy lòng trắng thôi. Hơn nữa, răng thì gấp kha gấp gảnh. Mỗi lần hôn là y như rằng cắm hết cả răng vào môi anh, đau muốn chết. Tối về phải hôn mụ ta, đúng là một cực hình. Uống vì hàng đêm anh phải chịu cực hình. Anh ăn đi. Em xin lỗi. Không sao, anh vào nhà vệ sinh một lát.
xin lỗi. Có gì đâu em, uống hết nào. Anh này, anh ở đâu? Nhà anh như thế nào? Em hỏi nhà anh như thế nào á? Xem nào. Anh tả cái này cho em dễ hình dung nhá. Cái cô nấu cơm cho anh ấy thì không muốn yêu chú bảo vệ cửa sau, bởi vì cô ấy ghét yêu xa. Thế cô á? Ừ. Uống đi anh. Đây để em rót cho anh. Uống tiếp đi em. Uống đi anh. Anh. Rót đi. Anh say rồi, để em đưa anh về nhá. Tính tiền. Để anh tính tiền nhá. Thôi để em.